chào mọi người, mình đã quay trở lại rồi đây, Thi Di nè. Hôm nay chiếc clip này sẽ về chủ đề vẽ cùng Thi Di. Nào thôi. Đây là những dụng cụ hôm nay nhé. Một tờ giấy nè, tùy kích thước các bạn muốn vẽ to hay nhỏ. Một cái bút chì, một cuộn băng keo để cố định giấy. Bút marker nè, à quên nữa. Còn có bút kim.
bức tranh của mình đã hoàn thành rồi đây. Các bạn nhớ comment chia sẻ với mình những bức tranh của các bạn nha. Nhớ like và subscribe cho mình nữa nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở video sau. Bye bye.